là tiếp theo là giờ pháp đàn đấy ha. Quý vị cứ về pháp học, pháp hành gì cũng được ha. Quý vị có thể hỏi sư cô trả lời thêm. Mình tu thiền làm sao là mình biết được mình làm sao để mà chấn được cái sơ thiền? Tu thiền á, mà làm sao mình biết mình được vào được sơ thiền rồi? Khi mình mới mà vào ngồi thiền đó, mình theo dõi hơi thở, theo dõi đề mục gì đó ha. Thì cái á, để mà mình biết được á, là mình vào được thiền chưa? Đó là cái sự vắng mặt của các triền cái và sự xuất hiện của các thiền chi. Các triền cái tức là các cái tâm sở bất thiện mà nó làm cản trở cái tâm sáng suốt của mình. Nó có 5 cái triền cái, đó là tham dục, sân hận, trào hối, hôn trầm trì miên và nghi. Ví dụ như mình vô ngồi thiền á, mà tự nhiên mà cái tâm của mình á, mình đang ngồi vậy đó, mà mình cứ nhớ cái chuyện là mình muốn ăn món này, mình muốn ăn món kia, đúng không? Quý vị có thỉnh thoảng nó khởi lên cái tâm đó, thì đó là tham dục, phải không? Rồi mình ngồi thiền mà tự nhiên mình đau về chân, mình bực bội khó chịu lắm, trời nóng quá mà không có chó bật quạt, có bực không? Bực ha. Rồi ngồi thì ông ngồi bên cạnh mình, ông khò bực ha. Đó thì cái mà mình bực như vậy là sân. Rồi á, trào hội là ngồi thân cũng của yên mà cái tâm cũng của yên, cứ trào cứ lắc lư rồi trào cừ ha. Và hội là gì? Mình ngồi mình tiếc, tự nhiên trước mình cứ nhớ lại chuyện đó, vì sao hồi đó mình làm cái việc mình đã nói những lời như vậy, làm những cái lời như vậy. Tự nhiên quý vị nhớ lại những cái việc mà tâm của vị không có thoải mái, hối tiếc ha. Thì đó cũng là cũng ngăn cái tâm mà ăn năn. Thường thường ha, những cái người nào á mà không giữ giới trong sạch á, từng sạc sanh trộm cắp tà dâm là chỗ uống rượu đó ha, thì khi mà vào ngồi thiền là mình cái chuyện đó nó trào lên, mình hay khởi lên cái tâm hối hận lắm, mà cái tâm hối hận đó nó cản trở cho cái sự tu tập của mình, đó là trào hối nè. Rồi á, hôn trầm thủy miên tức là cái tâm nó giải đại mệt mỏi buồn ngủ. Ngồi thiền mà 3 giờ sáng mà kêu dậy với ngồi thiền, người nào phần lớn người nào cũng bị ngủ gục hết đấy, đúng không? Vì đất con buồn ngủ quá mà phải vô ngồi mới gục gục thì cái mà không có bắt được đây một thì đó là hôn trầm thủy miên. Và cuối cùng là nghi. Nghi tức là mình ngồi mình không có hạnh phúc an lạc gì cả, với nó trời tự nhiên bất công bỏ cái nhà bỏ cửa lên đấy ngồi đi, biết có lời lạc gì không, mình nghi pháp hành. Hoặc là mình nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi là cái chuyện đó. Thì nó cũng ảnh hưởng xấu tới cái sự tu tập. Như vậy là 5 cái triền cái này. Mà nếu khi nào đó mà mình ngồi thiền, mình ngồi yên như vậy, bắt đầu mình có sự cố gắng, tập trung, theo dõi đề mục. Ví dụ như mình chọn hơi thở làm đề mục, thì mình luôn bám sát cái hơi thở đó, mình gắn chặt cái tâm lên trên hơi thở đó, mình có sự ưa thích, mình hoan hỷ trong pháp hành. Thì đó là chính là cái tác động của các cái thiền chí đó. Có 5 thiền chí, đó là tâm, tứ, hỷ, lạc và định. Tâm là gì? Hướng tâm đến đối tượng. Tứ là gắn chặt tâm trên đối tượng. Hỷ là ưa thích trong đối tượng. Lạc là sự thoải mái, dễ chịu. Và định là cái sự tập trung trên, tập trung, định tĩnh. Vậy thì đó, khi mà 5 cái thiền chí này mà nó xuất hiện thì sẽ đối trị với 5 cái triền cái đó. Và đến khi một lúc nào đó mà quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy rằng là tâm mình hoàn toàn là có tâm này, có tử này, có hỷ, có lạc, có định, mà không có hôn trầm thủy miên, không có tham dục, không có sân hận, không có trào hội, không có nghi ngờ, và tâm mình có thể gắn trên đề mục rất là lâu dài mà không có cái sự phóng tâm, thì khi đó quý vị vào sơ thiền đó. Thì sơ thiền là cái trạng thái là tâm yên lặng. Bởi vì quý vị để ý xem, mình ngồi thiền á, là mình bình thường mình không thấy mình phóng tâm, nhưng mà khi vô ngồi thiền mình thấy tâm mình phóng ghê lắm. Mình nói là mình ngồi thiền nửa tiếng, nhưng mà thật sự tâm mình mà luôn liên tục ở trên đối tượng mà không có bị phân tâm ra là được bao nhiêu phút, đúng không? Mới đâu chỉ không vài chục giây thôi, rồi sau đó mình lên được 1 phút, từ từ mình lên được 5 phút, mà trong nửa tiếng mà chỉ được có 5 phút thôi. Mà nếu chỉ có 5 phút thôi mà tâm vẫn phóng thì chưa vào sơ thiền. Vì vào sơ thiền là tâm và tự nó rất là mạnh, là tâm luôn bám đến đối tượng mà không hề bị phóng tâm. Có khi là tới vài tiếng đồng hồ, có khi là cả một ngày đó. Thì khi đó, tâm hoàn toàn là nó an trụ ở trên cái đôi đề mục đó mà không bị phóng tâm đó, thì đó là có tâm, có tự đó. Rồi
ngồi thiền mà rất là thoải mái, bởi cái khí quý vị mà có hỷ có lạc hết, ngồi thiền không đau không mỏi, không có sự bực bội gì hết á. Quý vị sẽ có thấy có những vị ngồi thiền người ta ngồi được nhiều tiếng đồng hồ là vì sao? Họ ngồi dễ dàng lắm, là vì có hỷ lạc, có sự thoải mái và tâm nó an ổn ở trên đề mục rồi, không có bị ảnh hưởng bên ngoài nữa, cho nên họ ngồi rất là enjoy. Thì những lúc đó tức là họ mới vào được sơ thiền rồi này. Thì mình tự biết, mình sẽ tự biết cái tâm của mình, người khác không có biết được, tự mình sẽ thấy là vì mình thấy tâm mình không còn phỏng nữa, không còn tham, không còn sân, không còn cái trào hội, không còn hỗn trong thì biết, mình biết chứ. Thế còn mình ngồi mà phỏng tâm mình biết liền, mới 10 hơi thở cái bắt đầu nghĩ qua chuyện khác, đúng không? Và 20 hơi thở nhớ qua chuyện khác, tự nhiên ngay cái râm để ý qua chuyện cái râm, ha, ngay cái mùi thơm đồ ăn, thơm mùi thơm đồ ăn. Thế còn những cái người mà vô thiền thì mùi thơm đồ ăn gì họ không để ý nữa, họ động. Mình có 6 giác quan, thì khi mình vào thiền chỉ là mình động 5 giác quan đâu rồi, mắt tai mũi lưỡi thân là mình không quan tâm tới nữa, mình chỉ để cái ý làm việc ở trên một cái đề mục đó thôi. Còn nếu như mình ngồi mà mình cứ nghe mùi thơm, mình để ý tới mùi thơm mà nghe cái tiếng đồng mà ai đi bữa cô mở cửa cái râm mình dòm, ai mở cửa cái đã xong rồi đó, là bởi vì tâm của mình đã bị rơi xa đề mục rồi, không quan tâm tự nữa. Những cái vị mà họ vào được thiền sâu đó ha, đột phá họ không giật mình luôn, vì tâm khi đó là họ đã đóng cửa các cái giác quan kia, cái tâm họ chỉ ở trên đề mục là thôi, cái định rất là mạnh. Còn mình á, là khi mình chưa vào định được thì mình bị vẫn bị cả cái đối tượng bên ngoài, mình vẫn bị cả cái dục ở bên ngoài là chi phối. Còn khi mà vào sơ thiền gọi là lý dục lý bất thiền pháp, chứng và trụ riêng thứ nhất, có tâm có tự có hỷ có lạc có định, đó là cái câu người ta mô tả trạng thái sơ thiền. Như vậy khi vào sơ thiền phải có lý dục lý bất thiền pháp rồi đó, không còn tham dục nữa. Và có tâm tự, tức là tâm mình gắn trên cái đề mục đó một cách khẳng khít, không bị phỏng tâm ra, nó phải thời gian dài. Thì khi đó mình sẽ biết là mình đã vào được sơ thiền. Và từ sơ thiền mà muốn lên tự nhị thiền đó, thì không phải thêm nữa mà bỏ bớt. Năm thiền chi này bây giờ là có đầy đủ ha. Bây giờ từ sơ thiền thì có năm thiền chi, nhưng mà muốn lên tự nhị thiền phải bỏ bớt tâm và tự. Vì sao? Tâm là phải hướng tại đối tượng, tự là phải gắn trên. Thì cái gì mà mới mẻ thì mình mới hướng tới nó. Còn bây giờ tâm mình đã khẳng kỹ trên đối tượng thì đâu cần cái hướng tới nữa. Cho nên cái tâm tử á, nó không còn cái phần sự để nó làm, cho nên tự động nó rớt xuống, bật xuống. Ví dụ như lần đầu tiên mình tới một cái chỗ nào thì mình phải nhờ người ta dẫn vô, mình vô để giới thiệu chỉ cho đường đi chỗ đó chỗ kia. Nhưng mà khi mà mình đã quen thuộc rồi thì đâu có cần cái người dẫn đường nữa. Thì cái người dẫn đó đường đó chính là tâm tử đó. Rồi từ sơ thiền, xin lỗi, từ nhị thiền mà muốn lên tới tam thiền thì bỏ bớt hỷ. Bởi vì hỷ là gì? Cái tâm vui, cái tâm mà hoan hỷ thoải mái ưa thích ở trong đối tượng đó. Mà quý vị thấy rằng con cái tâm vui lạc, vui tức là con có cái sự dao động. Và bây giờ cái sự dao động nó sẽ làm cái tâm của mình không được ổn an ổn lắm, nên phải bớt cái hỷ ra, chỉ còn lạc và cái sự thoải mái trong tâm thôi. Rồi và từ tam thiền mà lên tới tứ thiền đó, thì ngay cả cái lạc á, cái lạc là sự thoải mái dễ chịu đó, nhưng mà nó vẫn vắng mặt, chỉ còn lại cuối cùng cái trạng thái xả mới là trạng thái bình ổn nhất. Thì cuối cùng tứ thiền là chỉ còn là định và xả. Thì như vậy đó, miêu tả cái này để quý vị thấy rằng đó, tu cũng là buông bỏ luôn đó, tức là từ năm thiền chỉ như vậy mà cũng phải bỏ bớt, mà càng bỏ bớt thì càng lên cao. Rồi bên chỗ tu thiền quán cũng vậy, thiền quán vipassana đó, thì thiền như vậy này, có hai phương pháp hành thiền này, thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ tức là tâm mình đến trên một đề mục mà thôi, mình không để ý tới các những cái hiện tượng sự vật xung quanh mình ha, và kết quả là đưa tới các tầng thiền, từ sơ thiền cái tới tứ thiền. Nhưng mà tứ thiền này đó thì nó chưa phải là an ổn tuyệt đối, bởi vì cái khi đó phiền não đó tạm thời là được lắng nhiều vì mình không để ý tới xung quanh. Nhưng khi mình xả thiền ra, mình trở về đời sống bình thường đó, thì những cái phiền não vẫn có thể khởi lên lại, bởi vì chỉ đè nén chứ chưa có nhổ tận gốc. Còn thiền quán á, là khi mình nhìn vào một cái sự vật gì giống như là sắc hay thân mình đó, mình phải thấy rõ được tánh vô thường, khổ và vô ngã của nó. Mà khi thấy được như vậy đó, thì mình không còn dính mắc, không còn bám víu vào nó nữa. Và về nhờ vậy đó, mình diệt được cả cái kiết sự. Kiết sự á, kiết là trói buộc, sự là sai sự, sai khiến. Những cái pháp bất thiện mà nó trói buộc mình, mà nó sai khiến mình, để cho mình cứ trôi lăn ở trong sanh tử luân hồi.
thì mình hành thiền quán là để mình diệt bỏ bớt các cái kiếp sử, thì có cả thể là 10 kiếp sử và bỏ từng cái nhóm một, bởi vì có những nhóm nó đi chung với nhau. Thì bỏ được cái nhóm đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì mình đắc được cái quả đầu tiên gọi là tu đà hoàng. Sau đó mình diệt tiếp hai cái kiết sử là dục ái và sân, mà loại thô, bởi vì hai cái này nó khó lắm, chỉ vì thấy dục ái khó bỏ lắm, sân cũng khó bỏ lắm, cho nên phải bỏ từ từ. Khi nào mà bỏ loại thô trước thì chứng được cái tầng thứ hai gọi là tư đà hàm. Và sau đó đó tu một bậc tu lên nữa, mà khi mà diệt hết toàn bộ dục ái và sân, cả thô cả tế, cộng thêm 13 cái cũ là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, năm cái kiết sử này gọi là hà phân kiết sử, thì vì đó chứng được quả thứ ba gọi là quả ana hàm, hay còn gọi là quả bất lai, không có trở lại quả dục giới này nữa. Và cuối cùng còn lại 5 cái thường phân kiết sử là cái mà khó bỏ nhất, thì 5 cái này nó sẽ đi chung một nhóm, và bỏ 5 cái này thì đắc được quả a la hán. Thì 5 cái này đó là hồi nãy là dục ái rồi, bây giờ là sắc ái, vô sắc ái, ngã màng, phóng dật và vô minh. Quý vị thấy mấy cái này khó bỏ lắm. Phóng dật là thôi cái tâm bản tánh tâm của mình là phóng dật, và vô minh đó là mình cũng là vô minh bao nhiêu đời nay rồi. Và ngã màng á, mình cứ tưởng là ngã màng dễ bỏ nha, nhưng mà thật ra đó ngã màng á, cái màng đó do có cái ngã đó, cho nên là kêu gọi là ngã màng. So sánh mình với người khác, dù là so sánh bằng, so sánh hơn hay so sánh thua đều là màng, chứ không phải nói rằng là mình cho mình hơn người ta mới là màng, mình cho mình bằng người ta mà thậm chí cho mình thua người ta cũng là màng. Bởi vì chỉ cần có sự so sánh giữa mình và người khác, tức là có cái bản ngã xen vào, thì là đều là màng cả. Cho nên bây giờ quý vị đừng có khiêm tốn nữa, cho tôi bằng gì đâu, khi mình nói tôi bằng gì cũng là ngã màng. Cho nên cái hay nhất là gì? Không so sánh. Người nào pháp nào là pháp đó. Thật ra có gì để so sánh, cần gì có gì để tự hào. Ví dụ như người nào mà họ sinh ra con nhà giàu, họ tự hào. Có gì đâu tự hào, thì họ sinh ra con nhà giàu đó, thì họ mới được. Có những người học cao chẳng hạn cũng vậy, họ được học cao lên tới tiến sĩ giáo sư và họ tự hào. Nhưng mà thật ra đó thì họ cũng phải có được cái hoàn cảnh thích hợp, có thuận duyên họ mới được học cao chứ. Chứ bây giờ giả sử cho họ sinh vô trong cái chỗ mà cha mẹ không có nuôi nấng được, con mồ côi, phải đi đánh giày, phải đi kiếm sống, thì làm sao mà học cao được. Cho nên một cái gì mà mình thành tựu đó, không phải chỉ có một mình đâu, mà nó nhờ nhiều cái duyên khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu cái lý duyên khởi đó, chúng ta không còn tự hào được cái gì hết á. Mình chỉ là một cái thành phần nhỏ bé, mà xung quanh nó có nhiều cái duyên lắm. Nồi cái một mâm cơm của mình thôi, quý vị ngồi mình mỗi ngày mình ăn một mâm cơm, mình thấy để mà có một cái mâm cơm mình ăn có bao nhiêu bàn tay, bao nhiêu công sức của bao nhiêu người. Hạt gạo mà tới tay mình là qua tay bao nhiêu người. Còng rau, cái chén, đôi đũa, cái khay, cái khăn mình lau miệng, quý vị thấy không? Trong một bữa ăn của mình đó, là mình thấy luôn, muốn có hạt gạo đó cũng phải có mặt trời, có nước, có không khí, có công lao động, có người vận chuyển, có người mua bán, có người nấu, bao nhiêu người trong một cái mâm cơm của mình thôi, đúng không? Lý duyên khởi đó. Để cuối cùng mình thấy mình sống trên đời này là mình nương nhờ nhiều người lắm, mình phải biết tri ân cái xã hội này, chứ không phải là mình có tiền mình đi mua là xong đâu. Nếu mình đi mua nhưng không có những cái người phục vụ, có người mà dệt áo cho mình dệt vải cho mình mặc, không có người mà đóng giày cho mình mang, quý vị thấy không? Đời sống này mình phải mang ơn toàn bộ xã hội đó. Và khi mình người mà sống mà bởi biết lòng tri ân, thì mình thấy cuộc đời này cho mình nhiều quá, thì mình phải làm lại cái gì cho cái cuộc đời này, chứ không phải sống ích kỷ được. Cho nên quý vị thấy những cái nhà mà tư bản ở bên Mỹ á, khi mà họ giàu có thành tỷ phú đó, họ đâu có phải để hết tài sản cho con của họ đó, mà phần lớn tài sản họ trả lại cho xã hội bằng cách đi làm từ thiện. Họ lập những cái quỹ từ thiện, và họ tìm những cái việc gì mà nó có ý nghĩa nhất để đem lại cái lợi ích cho xã hội. Ví dụ như ông Bill Gates, ông có cái thành lập cái hội của ông là Charity Foundation đó. Thì quý vị biết là ông giúp nước nào nhiều nhất không? Ấn Độ. Ông qua là ông tiêm vaccine trị bệnh bại liệt á, vậy là cho các trẻ em Ấn Độ. Mà lý do ông giải thích là bởi vì cái ngành IT của ông đó
phần lớn những cái nhân viên giỏi của ông là đều người Ấn Độ hết á. Cho nên ông tri ân, ông tri ân thì những người của Ấn Độ, ông qua ông giúp cho đất nước Ấn Độ, và hơn nữa Ấn Độ rất là nghèo, người nghèo rất là nghèo. Mà quý vị thấy nếu như không được tiêm vaccine nó sẽ bị bại liệt. Những người mà bây giờ chỉ cần tiêm cho nó một mũi là nó cuộc đời của nó đó nó sẽ được bảo đảm, nó đỡ bớt cái sự đau khổ. À, thì như vậy đó là ông, bởi vì cái tài sản của mình, cái người đó đó đâu phải tự nhiên có, cũng xã hội đưa đến cho họ thôi nhé. Người ta tiêu xài, người ta mua hàng của ông thì người ta xã hội đóng góp cho ông, thì ông cũng phải biết trả lại cho xã hội chứ. Còn mà để cho con á, nó không có ý nghĩa gì cả. Những cái đứa con mà sinh ra mà tài sản nhiều quá đến nỗi mà nó thấy nó không cần phải đi kiếm tiền, mà cuối cùng nó không biết nó sống để làm gì nữa, nó không còn ý nghĩa để sống nữa. À, thì để trở lui lại để mình thấy rằng là cái đời sống trên cái sông cái xã hội, à, thì nó vốn là nó tương quan tương duyên với nhau đầy đủ như vậy hết. À, và mình phải biết tri ân. Cho nên Đức Phật này nói rằng là một người mà biết tri ân, biết báo ân, đó là những con người có đáng quý ở trên đời này. Dạ. À, mời em. Dạ, cái cô trước con có xem được một cái sơ đồ, nó nói rằng là phương pháp quán cảm thọ thì có sẽ làm gãy, tức là phá vỡ cái sinh tử luân hồi. Con không biết là nó hoạt động như thế nào, vì con sơ đồ đó có rất là nhiều các cái khâu, các cái bước. À, con biết rồi, đó là lý duyên khởi đó. Dạ, thì con thấy như thế mà con không hiểu. À rồi, để con giải thích cho. Vì sao mà người ta nói là chặt được cái bánh xe lên từ luân hồi ha? Bởi vì đó, nếu như mình học lý duyên khởi, quý vị phải biết rằng lý duyên khởi có 12 chi. Phải không? 12 cái mắt xích giống như cái bánh xe đó, thập nhì nhân duyên. Ha, mình nghe ngay từ thập nhì nhân duyên. Và cái 12 cái bánh xe này đó là nó là vòng tròn. Ha. Thì Đức Phật ngài mà nói rằng nguồn gốc của ngoài cái đau khổ trên đời này là do vô minh. Và vô minh nó duyên cho hành, tức là gì? Vì vô minh cho nên mình mới có hành động cái làm những điều ác. Điều thiện, ngay cả điều thiện như khi cũng do vô minh, nhưng mà cái ác là chính, là khiến cho mình. Vô minh nó duyên cho hành, và hành nghiệp đó mình tạo ra này. À, bây giờ mình nói về ba mình nói về ba thời đi, quá khứ, hiện tại và tương lai đi ha. Thì vì sao mình sinh ra đời? Mình sinh ra đó là bởi vì có cái nghiệp thức, có cái dòng nghiệp hữu, có cái dòng nghiệp thức. Khi mình kịp trước, khi mình chết á, là cái tâm của mình á, là còn rất là nhiều tham ái. Quý vị thấy không, cái giờ phút cuối cùng khi mình chết á, mình hay tiếc nuối lắm. Có người thì tiếc nuối rằng là con cái mình còn nhỏ quá. Có người thì tiếc nuối là sự nghiệp mình làm chưa có xong. Có người nói mình tu tập chưa có xong. Có người thì xây chùa chưa có xong. Thành ra là quý vị có bám víu vào cái gì đó, còn cái tâm bám víu và cái nghiệp lực mình đã tạo lâu nay á, những cái gì hành động mình làm tạo trong một đời đó, thì những cái nghiệp lực đó đó nó sẽ đẩy mình đi tái sanh. Và khi mình đi tái sanh thì có cái thức đi tái sanh. À, khi mình chết thì cái phần thân của mình đã đem đi thiêu rồi, thì còn lại cái thức thôi. À, như vậy này, vô minh duyên cho hành, thì vô minh và hành là trong quá khứ, đến khi mình chết thì cái hành đó, đó nó sẽ làm có cái thức đi tái sanh. Thì khi mà thức đi tái sanh đi, cái thức đó làm sao? Nó sẽ nghiệp nó sẽ đẩy tới để gặp những cái cha mẹ tương ứng với mình, cái cảnh giới tương ứng với mình. Cái người mà có phước thì được sinh lên cõi trời, hay được sinh vô trong gia đình giàu có, những cái cha mẹ có đức đạo, đức vân vân, hoàn cảnh tốt thì đẩy tới gặp cha mẹ. Rồi có những người mà cái nghiệp ác nó mạnh cho nên đẩy xuống phải làm súc sanh, hoặc là phải làm vô sinh vô địa ngục vân vân ha. Như vậy thì cái thức đó đó, khi một cái thức đó thì gặp cha mẹ phải không? Khi mình đi tái sanh mình chỉ có thức thôi. Và khi mà cái điểm mà gặp gỡ để mà hình thành một cái chủng sanh mới đó, đó là có ba yếu tố cộng lại, là thức tái sanh cộng với tính trung của cha cộng với trứng của mẹ. Phải đầy đủ ba yếu tố nó mới hình thành một cái thai bào, một cái chủng sanh mới. Thiếu một trong ba là không có được. À, như vậy đó, thì cái tập hợp mới này đó thì được gọi là danh sắc. Danh là tinh thần và sắc là vật chất. À, như vậy là đã có cái thức, đó là phần tinh thần. Và cái phần mà cha mẹ đó, tính cha việc mẹ đó, tức là phần vật chất thì gọi là những cái tập hợp đó gọi là danh sắc. Rồi danh sắc duyên cho lục nhập. Thì khi cái danh sắc này bắt đầu nó phát triển dần đó, thì bắt đầu hình thành cả cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. À, thì cái đó gọi là lục nhập. Lục nhập tức là sáu giác quan. Rồi thì khi mà mình có sáu giác quan, mình sinh ra đời, thì mỗi ngày từ mỗi giây phút là các sáu giác quan này nó tiếp xúc với các đối tượng bên ngoài,
cái đó gọi là xúc. Như vậy là danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập duyên cho xúc. Rồi khi mà tiếp xúc như vậy thì nếu như cái là dễ chịu hay là khó chịu thì đều có cho mình, tạo cho mình những cái cảm giác gọi là cảm thọ, xúc duyên cho thọ. Ví dụ như mình nhìn thấy cái hoa đẹp thì mình cảm thấy rất là dễ chịu. Nhưng mà nếu để đây ở đây mà để trước mặt mình là một cái rổ con lươn, con bò nhúc vậy đó, thì tự nhiên mình nhìn mình đâu có những con sấu, con đồ mà để như vậy thì tự nhiên là mình thấy không, cảm thọ có sẽ là khó chịu. Cho nên xúc nó sẽ duyên cho thọ, bất cứ khi nào mình cũng có thọ cả. Thì năm phần này, danh thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, năm cái khâu này đó, nó là quả thôi. Nó là quả của hiện tại. Vì vì thấy mình đâu có sáng gì vào được đâu. Đã có thức thì phải có danh sắc thì phải có lục nhập thì phải có xúc thì phải có thọ. Cái này là automatic, nó đi theo tự động vậy đó, một cái tiến trình tự nhiên. Và ngay cả một vị thánh đâu có ai cái đi nữa đi sinh ra cũng phải gặp như vậy thôi. Cho nên quả của hiện tại thì mình chỉ chấp nhận thôi, mình không thay đổi được này. Bây giờ đó, từ cái quả hiện tại đó mình có tạo ra cái nhân của hiện tại. Đây, cái khâu này là cái khâu nhân hiện tại, là cái khâu này đó, là cái khâu mà tạo nên cái kiếp sống mới, tạo nên sanh tử luân hồi này. Nó bắt đầu từ thọ. Thọ thì ai cũng có, Đức Phật cũng có thọ. Đức Phật, ngài cũng bị đau. Cũng bị đau tay, cũng bị đau chân, cũng bị đau lưng, cũng bị đau mắt chứ. Với ai làm người mà ai bị hết, cho nên cảm thọ là ai cũng có. Thọ lạc, thọ thì có ba loại là thọ, thọ khổ, thọ lạc và thọ xả. Thọ khổ là cảm giác khó chịu, thọ lạc là cảm giác dễ chịu, và thọ xả là cảm giác trung tĩnh, không khó chịu cũng không dễ chịu. Bây giờ đó, từ cái thọ này nó duyên cho ái. Đây mới là vấn đề này. Từ thọ duyên cho ái. Ái, mà trong kinh Chuyển Pháp Luân đó, nói rằng ái chính là nguyên nhân của khổ đó. Mà bây giờ thọ duyên cho ái, vì sao thọ duyên cho ái? Quý vị thấy rằng đó, nếu thọ lạc vì sao? Thọ lạc mà duyên cho ái là đã đánh rồi phải không? Vì có cái thọ lạc mà mình thích. Mình thích nó và mình muốn nó có khoai. Thì có, thì như vậy có ba trường hợp cảm thọ đó, thì khổ, lạc, xả, thì nó sẽ có ba loại tham ái tương ứng và sẽ có ba loại khổ tương ứng. Với thọ khổ, quý vị thọ khổ thì thường phản ứng của quý vị là sao? Sân, hoặc là bây giờ nói theo ái đó thì nó là gì? Nó là phi hữu ái. Là sao? Muốn nó đừng có tồn tại nữa. Phi hữu là không tồn tại và ái là muốn. Cảm thọ khổ thì mình muốn nó đừng có tồn tại nữa, tức là mình có phi hữu ái. Mà phi hữu ái nó đưa tới cái quả là gì này? Mình muốn nó đừng có nữa nhưng mà nó vẫn cứ có. Mình muốn hết đau, mình đang có cái bệnh đau răng. Mình muốn đừng có đau răng nữa, đừng có đau răng nữa, uống thuốc mà uống thuốc cũng không có lăn, nó cứ đau. Vậy thì đó, làm như vậy đó, mình đau răng là đau cái thân thôi. Bây giờ cái tâm bực bội quá, vì sao uống mà không có đau? Bực bội quá thì cái bực bội đó là khổ gì? Là khổ tâm. Như vậy từ cái khổ thân, mình đã cộng thêm một cái khổ tâm nữa, là muốn mà không có được đó. Mình muốn nó đừng có đau nữa mà nó cứ đau, cho nên mình bực bội. Như vậy cái khổ của thân bây giờ nó được chồng thêm cái khổ của tâm nữa, cái đó gọi là khổ khổ đó. Như vậy ha, từ thọ khổ này mình phản ứng bằng cách là phi hữu ái thì mình có cái đáp số là khổ khổ. Bây giờ từ thọ lạc là dễ chịu đó, mà vậy mà thọ lạc cũng đưa tới khổ luôn là sao? Quý vị thấy thọ lạc là cảm giác rất là thoải mái dễ chịu, mình đang ngồi quay phim thoải mái dễ chịu vậy đó, tự nhiên tới ăn cái điện tới cúp điện. Cúp điện một cái là trời nóng. Nóng ha. Rồi là xong là gì? Mà ngồi mình biết làm gì mình chán ha. Thì như vậy đó, là cái thọ lạc là mình muốn nó có hoài, nhưng mà khi thọ lạc mà bị cắt đứt thì mình có cái khổ đó là khổ hoài khổ. Cái thọ lạc đó mình muốn nó có chứ, xin đó là cái loài tham ái đó là hữu ái. Mình muốn nó có hoài, mình muốn nó hiện hữu hoài. Như vậy với cảm giác dễ chịu, mình thường phản ứng bằng cái hữu ái. Hữu tức là tồn tại, là có mặt, mình muốn có mặt coi. Nhưng mà nó đâu có mặt coi. Cái gì nó cũng có sinh có diệt, cái gì nó cũng vô thường. Cho nên khi một cái cảm giác dễ chịu mà nó hoài đi, thì nó để cho mình một cái khổ gọi là hoài khổ. Cái khổ vì sự hoài diệt của cái cảm thọ của mình. Đó, như vậy ra, cái loại thứ hai, thọ lạc, mình phản ứng bằng hữu ái và đưa tới cái kết quả là hoài khổ. Bây giờ, cái thọ xả là không vui không buồn, thọ xả rất là bình thường.
mình hay có cái cảm thọ xả này này, mà nhiều khi mình lại không, mình lại phản, đúng ra là nó tốt chứ, không vui không buồn không đau khổ gì cả. Nhưng mà quý vị giả sử là một buổi sáng trời đẹp trời, sáng chủ nhật, bây giờ quý vị không cần phải đi làm, nhưng mà có người nói bây giờ ngồi yên đó một chỗ, không được làm gì hết á, ngồi yên chỗ đó, ngồi không vậy đó, quý vị sẽ cảm thấy gì? Chán, đúng không? Mình cảm thấy chán. Và khi cảm thấy chán thì quý vị sẽ phản ứng bằng cách nào? Mình sẽ muốn làm cái gì đó để có cái cảm giác dễ chịu, phải không? Đi pha ly cà phê uống, mở tivi quay, mở nhạc và nghe, hoặc là qua điện thoại tám tám chuyện với bạn bè, đúng không? Như vậy là gì? Mình không chịu được cái thọ xả đó, và mình đi muốn tìm những cái dục lạc, những cái cảm giác thoải mái. Cho nên cái đó gọi là dục ái. À, khi có thọ xả mình hay phản ứng bằng cái dục ái. Mà khi mà mình khi có dục ái thì kết quả mình phải chịu cái gì? Muốn ăn thì phải đi nấu, muốn quá muốn uống cà phê phải đi pha. Như vậy là gì? Mình phải hành động. Cho nên cái khổ của mình là hành khổ đó. Ngồi yên chịu, cứ muốn lăng xăng. Hành khổ là cái khổ của người phải cứ lăng xăng để mà tạo dục lạc á. À, cho nên này, từ thọ hiến cho ái. Đó. Và ái đó, mà bây giờ đó, ái là tiếp theo ái là mới ước thích thôi. Bây giờ mạnh thêm nữa là thủ, bám víu, nắm chặt là thủ. Và kết quả của thủ là gì? Thủ nó hiến cho hữu. Hữu là tức là nó hình thành. Ví dụ như quý vị thấy hữu là sao? Chúng sanh á, mình ví dụ như là mình thấy là có câu chuyện kể ra là cái ông sư đó đó, ông có được một bộ y, người ta cũng dâng cho ông một bộ y mà ông quá ưa thích cái bộ y đó đi. À, ông ngày nào ông đem ra ông lờ, ông ngắm, ông soi, ông quay vậy đó. Mà đến ông bị trúng gió, ông đục, ông chết. Thì từ khi mà ông chết, ông cứ nhớ tới cái bộ y đó thôi. Cuối cùng ông sinh làm gì? Con rệp trong cái bộ ý á. À, là bởi vì cái tâm tham ái này mà chấp thủ này nó đưa tới hình thành á, là mình cứ hướng tới cái đó hoa thì mình phải có một cái gì nhân gì để sinh vô ngay tại cái chỗ đó. Nên hữu á, tức là cái sự hình thành một cái sự nếp sống mới mà do cái ái cái thủ này nó đưa tới. À, và khi mình có hữu rồi cho nên mình sinh ra. À, gọi là hữu duyên cho sinh, và sinh duyên cho lão tử sầu bi khổ ưu não. À, thì đó là nguyên một cái tiến trình là thập nhị nhân duyên. Vậy thì bây giờ cái tiến trình đó nó dài như vậy đó, thì mình chặt đứt ba cái này lên, nó cứ loan quanh hoài như nên thành cái bánh xe luân hồi, là mình cứ sinh diệt hoài. Bây giờ mình chặt cái dây xích này chặt ở đâu thì á, là cái mà mình có đâu có thể chặt xúc chặt thò được đó. À, mình đâu có chặt được cái danh sắc đó, vì nó đã đi theo một cái tiến trình rồi. Bây giờ cái mình chặt là chỉ chặt cái nhân hiện tại thôi, đúng không? Mà cái nhân hiện tại chính là ái thủ và hữu. Mà ái từ đâu mà có? Là từ thọ. Mà thọ vì sao mà có ái? Là bởi vì mình không có ngay khi thọ đó mà mình đồng hóa mình với cái thọ, và mình phản ứng một cách là theo bản ngã đối với cái thọ, cho nên mình có vấn đề. Vì vậy cho nên khi mình tu tự niệm xứ mà mình niệm cảm thọ này, là mình bắt đầu giải quyết cái vấn đề sanh tử này được. Thì thay vì đó với thọ khổ mà mình có cái phi hữu ái, thì bây giờ với thọ khổ mình không phi hữu ái nữa, mình không còn muốn đẩy nó ra nữa. Thọ khổ thì bây giờ ngồi thấy thọ khổ thôi, bây giờ không còn muốn. Bây giờ giả sử đau chân ha, quý vị ngồi thiền ngồi thì đau đầu gối, tê chân, tê rất là đau, đau ghê lắm ha. Có người nào bị khớp ngồi rất là đau thì thường thường đó quý vị sẽ phản ứng bằng cách bực bội quá, muốn đổi chỗ, muốn đổi tư thế cho nó đỡ đau. Thì cái mà bực bội và muốn đổi tư thế đó chính là tâm sân, chính là phi hữu ái. Bây giờ này mình đổi lại, đau hả? Rồi quan sát đau nhiều hay ít, đau chỗ nào? À, đau chỗ này. Thật ra cái đau là gì? Căng hay cứng hay tê hay nóng hay nhức thôi, chỉ là cảm thọ thôi. Bây giờ mình ngồi mình không có đồng hóa mình với cảm thọ, không nói tôi đau, mình hay nói tôi đau, mình đồng hóa về nó, cho nên tôi không thích nó, tôi không muốn nó, tôi muốn nghe cái ba cái tôi đó, nó là vấn đề. Bây giờ mình tách ra, không có tôi đâu, có một cảm thọ đau mới sinh khởi, nó là pháp, chứ nó không phải ta. À, khác nghe, nó không phải ngã đâu mà nó là pháp thôi. Có một cảm thọ đau sinh khởi, cảm thọ đau đó bắt đầu tăng lên, thấy nó tăng lên nữa, thấy nó tăng nữa, nó tăng tới cái mức mà mình rút một bậc cũng không sao, cứ ngồi nhìn nó.
Và khi nó tăng tới mức cực điểm thì nó hạ xuống, mình thấy nó hạ xuống, đến khi nó biến mất, mình thấy nó biến mất. Vậy thì khi đó vẫn có thọ khổ mà mình không có tham ái nữa, không có phi hữu ái nữa, thì khi không có phi hữu ái thì không có khổ khổ. Vậy thì chỉ có cái thân đau thôi, mà không có cái tâm đau, không có cái khổ ngay tại đó. À, rồi với cái thọ lạc cũng vậy, cảm thọ dễ chịu cũng thấy à, dễ chịu thì thấy dễ chịu, nó tăng cái dễ chịu lên cũng thấy, lên giảm xuống đi cũng thấy, là khi nó biến mất mình cũng thấy. Thì mình đâu có hữu ái cho nó đâu, nó có thì thấy nó có, mà nó mất thì thấy nó mất, chứ mình đâu có mong muốn nó có hoài đó. Và khi nó hoài mình đâu có khổ, vì mình thấy đương nhiên nó phải hoài thôi, thì cứ để nó hoài, mình không có khổ. Và thọ xả cũng vậy, thọ xả thì mình thấy thọ xả, chứ mình cũng không có lăng xăng để đi kiếm cảm thọ mạnh gì cả, xả thì thấy sao xả, nhẹ nhàng thì thấy nhẹ nhàng, vi tế thấy vi tế, không có vấn đề. Thì ngay tại chỗ đó đó là à, thọ không duyên cho ái nữa, mà thọ duyên cho trí tuệ, thọ duyên cho chánh niệm tỉnh giác. Và từ đó, đó là đi tới cái là không còn khổ, không còn sanh tử, không có ái thù hữu thì không có sanh, không có lão tử, không có sâu bi khổ nào. Cắt ngay cái khâu thọ đó, ngang thọ đó tới chánh niệm tỉnh giác đó là xong, không có cái ái thù hữu để dẫn tới sinh lão tử. Mình phải biết cái khâu nào là cái khâu để mình có thể hạ thủ công phu. Cho nhiều khi mình cứ nói trên trời dưới đất, bây giờ tu ở đâu, đúng không? Mà cảm thọ luôn luôn có trong người mình, khi nào có mình có nhận ra nó hay không thôi. Quý vị đang ngồi đây vậy chứ quý vị thấy nóng hay thấy nhức, thấy đau là quý vị có thấy, nhưng mà vì không để ý tới nó thôi, chứ quý vị để ý tới quý vị sẽ thấy nó. Mà thật ra đó ha, người đời ở bên ngoài là người ta chạy theo cảm thọ không đó. Quý vị thấy ha, bao nhiêu cái dục lạc đi, vì sao người ta đi nhậu? Có phải cái vị thích cái cảm giác uống rượu bia nó mát ha, uống bia nó mát, nó đà, nó gì đó, rồi cảm giác lâng lâng, đều là cảm thọ hết, vì muốn chạy theo cảm thọ. Vì sao người ta đi ngoại tình? Cũng vì cảm thọ. Vì sao người ta đi quay phim? Vì sao người ta đi nghe nhạc? Vì sao người ta đi du lịch? Tất cả mọi hành động của mình hầu như là vì mình muốn có những cái cảm thọ lạc. À, và mình luôn luôn là chỉ muốn cái lạc thôi, mà không muốn cái khổ. Tham cái này, sân với cái kia, thế nên mình cứ tham sân, nắm bắt hoài, cứ liên tục mình làm chuyện đó đó. Bây giờ mình tu thiền là để gì? Chấm dứt cái chuyện tham sân đó. Nhìn thọ lạc, thọ khổ, thọ xả bình đẳng. Có thể biểu hiện nó khác nhau, nhưng trên bản chất của nó là bình đẳng. Nó đều là vô thường, đều là vô ngã. Và đều, cái chữ khổ ở đây là không phải là mình nói thọ lạc, thọ khổ. Cái chữ khổ ở đây có nghĩa là không như ý. Vô thường, không như ý và vô ngã. Vậy thì nó bình đẳng, nó bình đẳng. Mà khi nó bình đẳng rồi thì thọ lạc, thọ khổ, thọ xả mình coi như nhau, và vì vậy không còn tham hay sân nữa. Mà thì khi mà quý vị sống từng giây phút mà quý vị không có tham sân thì đó là niết bàn rồi. Niết bàn được định nghĩa là gì? Là sự vắng mặt của tham sân si. Mà nhờ thiếu tu thiền, tự niệm xứ, chánh niệm tỉnh giác, mà từng giây phút mình không có tham sân si, thì vậy là coi như chỉ có chân đồ việc thôi. Và khi mình chết mà mình cũng không có tham sân si, không có một cái ước vọng, không có một cái mong muốn nào nữa cả, thì quý vị không có đi tái sanh. À, vậy như vậy là cái chuyện tu tập của mình là chỉ có chân đó thôi. Mục đích tu tập của mình là không còn cái bao sanh tử luân hồi nữa. Bởi vì mà vì sao? Có nhiều người họ nói tôi cũng thấy đời nhưng mà khổ gì đâu, mà kêu cứ Đức Phật cứ kêu khổ hoài. Bây giờ có những người thanh niên đó, thiếu nữ đó, họ nói thấy gì khổ đâu nữa, đời vui mà. À, nhưng mà thật sự ra là họ nói chung chung vậy thôi. Cái quý vị thấy rằng là cái khổ của mình đó, nó rất là vi tế. Nói về chuyện cái thân thể của mình, mình nóng, lạnh, đói, khát. À, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu bất đắc khổ, muốn mà không được là khổ, thương mà phải xa là khổ, ghét mà phải ở gần là khổ, và cuối cùng là chấp thủ ngủ uống là khổ. Có những người đó, họ không có nhận ra khổ đó là bởi vì sao? Họ chỉ nhìn vào cái vị ngọt thôi. Mà họ chỉ nhìn một mặt mà họ không nhìn cái mặt bên kia. Cái gì cũng có hai mặt hết, nhiều mặt mà chứ không phải hai mặt đâu, cái đồng tiền có hai mặt, tờ giấy có hai mặt, cái thật sự ra là một cái gì đó đó. Thì nó có nhiều mặt, cái hoa này nó thấy rất là nhiều mặt, mình đâu có thấy hết nó đâu.
thì nhiều khi mình chỉ thấy một mặt của vấn đề thôi, cho nên mình không thấy khổ. Nhìn cái mặt bên kia khi đó mình thấy hết. Cho nên Đức Phật nói là nhìn các dục mình phải thấy gì? Thấy vị ngọt của các dục, phải thấy luôn cả sự nguy hại của các dục, thì từ đó mình mới có thể thoát ly khỏi các dục được. Còn người thường người ta chỉ thấy vị ngọt thôi, cho nên người ta chạy theo xong đó thì sao? Hết vị ngọt thì người ta sẽ tới vị đắng, giống như viên ngọt viên kẹo bọc viên thuốc bọc đường thôi, đúng không? Mình cứ chạy theo nó, mình uống hết cái ngọt cái đắng nó sẽ hiện ra. Đời sống gia đình cũng vậy, mình chỉ nhìn cái mặt màu hồng thôi, mình chạy theo nó, nhưng mà đến khi mà vào mà xúc sự thì thấy rằng là bên cạnh màu hồng đó thì có màu xám, màu đen, đủ thứ cả. Bao nhiêu là cái hệ lụy, bao nhiêu cái đau khổ đi kèm theo, mà bắt đầu người ta không muốn nhìn thấy nó, hoặc là vì ta mê mờ người ta không có thấy nó. Cho thật ra khổ nó ở bên cạnh đó mà người ta không thấy, chứ không phải không có khổ. Cho nên là khi nào người nào mà nhận ra khổ thì người đó mới tu tập mà diệt được khổ. Còn không nhận ra khổ thì cứ từ từ sẽ thấy khổ. Mà khi đó mới biết á ha. Cho nên Đức Phật cũng có nói là có người họ làm ác, nhưng mà họ cứ vui vì cái ác nó chưa tới, họ vui thôi, cho đến khi cái ác mà trổ rồi đó, khi đó mới biết. Nhưng mà con đường đi thì rất là rõ ràng rồi đó. Con đường đi á là gì? Chánh niệm, tỉnh giác, thấy rõ mỗi cái hơi thở, thấy rõ mỗi cái cảm giác, thấy rõ mỗi cái tâm sinh ra, thấy rõ. Mà thấy rõ mà không phản ứng, không có tham, sân, si ở trên cả cái đối tượng đó. Như vậy không tham thì tức là mình lạc, nhưng mà thấy lạc thế nào cứ lạc đi, có không không tôi không có bám víu nó, tức là không tham rồi. Thọ khổ thì kệ nó, sinh diệt gì cái tôi không có bực bội về nó nữa thì không sân rồi. Và mình thấy rõ tất cả tức là không si rồi. Thì ngay tu tự niệm xử là ngay tại đó. Akaliko, hôm qua mình học cái pháp á, là có cái từ akaliko, sanditiko akaliko. Akaliko là gì? Vượt ngoài thời gian. Tu á, ngay cái giây phút nào mình tu chánh niệm tỉnh giác là ngay giây phút đó mình thoát khổ liền, không cần phải chờ cái phút sau hay là tiếng đồng hồ sau hay tháng sau đâu. Tu giây phút nào mình chánh niệm tỉnh giác là ngay giây phút đó mình thoát khổ. Bởi vì quý vị đáng sân nha, đáng sân như vậy đó mà quay lại nhìn tâm sân là tâm sân biến mất liền. Đáng tham mà quay lại nhìn tâm tham là tâm tham biến mất liền. Vì sao? Mình đã đổi đối tượng rồi. Khi mình đang sân là cái mình sân cái người đó là người đó đối tượng của mình. Nhưng khi quay nhìn lại tâm sân thì tâm sân trở thành đối tượng của cái người đó đâu, mình có đâu quan tâm nữa. Mà tâm sân đã trở thành đối tượng và bây giờ tâm gì là chính? Tâm trí tuệ chính. Tâm trí tuệ thấy được tâm sân. Vậy thì tâm sân nó trở thành đối tượng thì mình đâu còn sân nữa. Trí tuệ mà khởi lên là sân phải biến mất. Trí tuệ mà khởi lên là tham biến mất. Bởi vì sao? Trí tuệ là tâm sở thiện thì nó không bao giờ nó đi chung với là cái tâm sở bất thiện hết á. Cho nên là đèn mà sáng lên thì bóng tối nó biến mất. Chánh niệm mà khởi lên là tham sân biến mất liền. Tuy nhiên chánh niệm mình yếu quá, cho nên tham nó trở lại, sân nó trở lại thôi. Con không chia sẻ cùng phần. Ví dụ con thiện đi một sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng, nó đâu thấm thía vậy con. Bây giờ con có những đối tượng nào mình thấy sân á thì vừa nửa tiếng đi thì cái sân nó kéo dài mà cái mà khi mình thấy á thì thấy có chút xíu à, rồi cái hồi cái sân cũng bỏ nguyên. Không, chị nói sáng nửa tiếng, chiều nửa tiếng, mà chị giao thiền như vậy là không đụng. Hồi chiều cô còn nói cái chuyện đó rồi đó. Ngồi chị đó là chị ngồi thiền nửa tiếng. Con thiền là phải suốt 24/24 trước khi ngủ. Bởi vì ngồi thiền ha, mình cứ nghĩ ra mình ngồi thiền là xong, mình đứng dậy mình xả xong là xong. Không phải. Khi ngồi thiền xả xong đứng dậy vẫn quan sát tiếp tục. Bước đi quan sát tiếp tục, nói chuyện quan sát tiếp tục, ăn uống quan sát tiếp tục, khi nào cũng quan sát hết. Ha. Thì con cũng muốn nói thêm là thí dụ mình ngồi thiền thì cái oai nghi thiền nó dễ. Đúng rồi, đúng. Dạ, thì con cũng không nhận được cái dễ thế hơn. Mà những oai nghi khác đó, khi mà nửa tiếng mình gọi đã nhiều thứ mình thấy nó lộn xộn trong tâm mình nhiều. Nhưng mà những oai nghi mà đi làm việc đó, nó rất là nhanh. Có thể là mình không thấy cái sự phóng tâm, nhưng mà mình cũng sẽ không thấy sự liên tục của sự chánh niệm tỉnh giác trong cái... Khó thấy cô. Cho nên mày có nói là có ba cái từ mà cô cứ nhắc đối nhắc tới, đó là thần trọng, chủ tâm và quan sát trong mỗi động tác nhỏ nhặt.
mình làm cái gì mà mình cũng thận trọng như vậy đó, thì ngay khi đó là mình thấy được cái tấm của mình thấy được cái thân của mình, thì nó ít lỗi lầm. Còn vì mình mà buông lung phẩm vật thì khi đó nó chạy con đâu, mình không có kiểm soát được nữa. Dạ rồi, vậy là hôm nay cũng là buổi học cuối cùng với quý Phật tử ở Brisbane. Sư cô cũng rất là hoan hỷ vì... Nhưng mà con có một chút xíu, con hỏi cô khoảng chừng 2 phút thôi. Dạ được. Rất là thực tế, nhưng con muốn sư cô giải nghĩa cho con biết là ví dụ như con ngồi Phật thì ngồi thiền, ngồi sắp bằng, mà chân con thì đau, mà con nhắc cái ghế con ngồi đó, con tĩnh tâm trước Phật, hoặc là con tụng một hồi kinh hay là cái gì đó như vậy, thì con có trái cái luật hay không? Không sao hết á. Và còn một cái thứ hai nữa, tại sao khi lại người thì lại ngửa dày, người thì lại tay ấp dày? Vì ông họ không được dày thì họ làm theo họ thôi, còn cái chuyện ấp hay ngửa đó có phải chuyện nó không quan trọng, quan trọng là lại về tâm gì thôi. Còn á, thật ra là nếu như bên Ấn Độ thì ta ấp, ấp vì sao? Người ta đặt cái tay lên chân của Đức Phật á. Mình thường họ có, bây giờ có đi qua cũng vậy nghe, có đi tới một số nhà đó, là khi mà họ có đi tới là họ cúi xuống, họ đùng cái tay lên chân, bằng chân của cô đó, để tỏ cái sự lòng tôn kính. Thì mình đùng cái tay, mình đùng ấp hay mình ngửa, tuy nhiên mình phải ấp chứ. Bên Bắc Tông thường hay ngửa, có nghĩa là có cái ý nghĩa là xin cái phước lành của. Thì cho nên đó, cho nên là tu đó, cho nên đó là cái quan niệm thôi. À, thì đó, thì nhưng mà bây giờ là mình đây là mình cái lại này là lại từ cái xuất phát xuất xứ từ Ấn Độ đó, để tỏ lòng tôn kính mình đặt chân lên chân của Đức Phật đó. À, thì cho nên mình phải ấp thôi. Còn nếu như mình nói mình muốn xin thì xin, thì thật ra xin là tâm tham rồi đó. Ai cho? Đức Phật đâu đó mà cho? Hả? Yeah. Còn khi mà cô đau chân mà cô ngồi trên ghế không có tội tình gì cả, vì cô không phải là có cái tấm coi thương Đức Phật, mình có tâm đó. Nếu như mình có cái tâm là tôi ngồi cho cao bằng ông thì khi đó mới có tội, mình không có cái tấm đó. Mà vì con đau chân con ngồi lâu không được thì con ngồi ghế, không có gì hết, không có tội lỗi gì ở đây. Tạc ý mình là quan trọng. Có một cô bạn có muốn có muốn nhờ cô nhờ tôi đó, nhờ hỏi hỏi cô để cô giảng dùng các ân đức Phật. Mà thường thường á thì hiểu á, hiểu mà các vị sư giảng á, thì ngài cái ân đức của ngài 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Vì vậy đó, cái cô này cũng muốn nhờ cái phước của Đức Phật, niệm Phật để nhờ cái quay lực của Phật đó cho được một cái sự an lành đó. Hôm nay để nhờ cô giảng, chỉ nhờ cô giảng một kiếp thôi, một kiếp của họ thôi. Chứ còn nó 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp thì nó lâu lắm. Không, mình tịnh kiếp đó, tức là Phật là Đức Phật là Phật rồi, thì không kỳ quạng sao đến trước đó, không cần tịnh nữa. Bây giờ mình chỉ nói đến này, khi mà mình niệm ân Đức Phật á, tức là mình niệm những đức tịnh tốt, tưởng nhớ tới đức tịnh tốt của các vị Phật. Ai cũng có đức tịnh đó, đã thành Phật thì đều có cả chính cái đức tịnh đó. Ứng cũng chánh biện tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thể gian giải, vô thường, điều ngự, trường phu, thiên nhân, sư Phật, thế tôn ha. Chính cái nè. Vậy thì khi mình niệm ân Đức Phật á, là mình tưởng nhớ tới đức tịnh tốt của Ngài. Mình khởi niềm tin với Ngài, mình khởi cái lòng thanh kính với Ngài. Và mình cũng khơi gầy những cái đức tịnh tốt đó ở bên trong chính mình. Và đó, trong một cái đoạn kinh Đức Phật, kinh mà thách kinh ngọn cơ đó, trong một bài kinh Paritta đó, thì có một bài kinh Đức Phật có nói rằng là nếu như một cái chúng sanh nào mà có sự hoảng loạn, sợ hãi, đau khổ thì có thể niệm ân đức của Phật. Bởi vì khi mà họ niệm ân đức Phật đó, là bởi vì sao? Nó cũng là một cái giống như một cái nghệ thuật mà thay thế cái đối tượng thôi. Khi quý vị sợ hãi là vì quý vị càng nghĩ tới cái đối tượng đó thì quý vị càng sợ hãi. Ví dụ như có con ma, quý vị sợ ma mà càng nghĩ tới ma thì quý vị càng sợ. Tên cướp mà đang tới mà mình càng nghĩ tới tên cướp mà mình sợ. Bây giờ khi mình niệm ân đức Phật là mình đã chuyển đổi cái đối tượng trong tâm mình. Mình giải thích bằng cái cơ chế nha, là cái này là cơ chế tâm lý học thôi chứ không phải là Đức Phật đồ cho mình đâu. Nhưng mà chỉnh ngay khi mà mình không nghĩ tới những cái nguồn cơn sợ hãi đó nữa, mình quay về mình nhớ tới Đức Phật, mình nhớ tới Ngài mới có cái niềm tin. Và khi có niềm tin, mình có sự hoan hỷ thì cái tâm của mình bình an ngay tại đó, là nhờ cái tâm của mình chuyển đổi đối tượng. Và cái niềm tin nó phát khởi, cái sự hoan hỷ nó phát khởi, thì cái đau khổ, cái sợ hãi đó nó biến mất. Cái quan trọng là gì này? Bởi vì quý vị Đức Phật nhớ nghe, Đức Phật Ngài chỉ nói rằng là quý vị niệm cái đó thì quý vị không còn sợ hãi nữa. Chứ không phải Ngài nói Ngài ban phước đâu. Ngài không nói Ngài ban phước.
Cho nên mình phải hiểu cái quy trình ngài nói Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi, mọi người phải tự đi. Dạ. Cho nên là cái quy chế mà mình niệm Phật mà mình được bình an, đó là do cái tâm của mình, chứ không phải ngài ngài hiện ra ngài giúp cho mình. Dạ. Rồi thôi mình hồi hướng nha. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tử nha ta dư. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tử nha ta dư. Y đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hoàn tử nha ta dư. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dư khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.